Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2022, sáng 23 tháng 7, đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng do đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Đà Nẵng làm trưởng đoàn, thực hiện chương trình thăm tặng quà các gia đình chính sách tại Hải Phòng. Tham gia đoàn có các đồng chí Cao Thị Huyền Trân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan. Về phía lãnh đạo thành phố, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì đón tiếp đoàn. Cùng dự có đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan. Trong không khí thân tình đoàn kết, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng luôn ghi nhớ, tri ân, biết ơn những đóng góp lớn lao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng đối với Đà Nẵng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cũng như thời điểm Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Hải Phòng là một trong những địa phương hỗ trợ thành phố kết nghĩa cả về lực lượng y tế và vật chất để phòng chống dịch bệnh. Đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thông tin, thực hiện chương trình hợp tác phát triển giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố Hải Phòng theo chủ trương của Thành ủy hai thành phố, các hoạt động giao lưu kết nối, xúc tiến du lịch giữa hai địa phương đạt nhiều kết quả tích cực. Đồng chí mong muốn thời gian tới, hai địa phương tiếp tục thúc đẩy các hoạt động tri ân các gia đình chính sách của hai địa phương. Đồng chí chúc tình hữu nghị đoàn kết, truyền thống tốt đẹp giữa hai địa phương tiếp tục được duy trì phát triển trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của hai địa phương. Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy bày tỏ vui mừng khi được đón đoàn công tác của thành phố kết nghĩa ra thăm, làm việc tại Hải Phòng. Đồng chí bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng đến thăm, chia sẻ tặng quà các gia đình chính sách thành phố Hải Phòng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nhiều năm qua, thành phố dành mọi điều kiện quan tâm chăm lo các gia đình chính sách với tinh thần năm sau cao hơn năm trước. Về các hoạt động kết nối chăm lo các gia đình chính sách giữa các địa phương, thời gian tới, thành phố Hải Phòng sẵn sàng phối hợp Đà Nẵng và các địa phương khác, tổ chức đa dạng phong phú các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Đồng chí mong muốn các địa phương, sở, ngành của hai thành phố tăng cường giao lưu gặp gỡ, học hỏi lẫn nhau để phát huy quan hệ truyền thống tốt đẹp được các thế hệ đi trước vun đắp. Đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố thông tin kết quả thực hiện công tác người có công trên địa bàn thành phố. Những năm gần đây, lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm đến công tác thực hiện chính sách người có công trên địa bàn, chỉ đạo thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách của Trung ương thành phố đối với người có công, cũng như đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực chăm lo người có công. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, thành phố quyết định tăng mức quà 5 triệu đồng một người, tổng kinh phí tặng quà hơn 230 tỷ đồng, với tổng số người được thụ hưởng là 46.046 người. Dịp này, ngoài tổ chức các đoàn lãnh đạo thành phố thăm hỏi tặng quà gia đình người có công với cách mạng và các tập thể thương bệnh binh tiêu biểu, thành phố cũng tổ chức hai đoàn đại biểu đi thăm viếng dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ các tỉnh miền Trung, miền Nam, phối hợp tỉnh Tây Ninh thực hiện cầu truyền hình với chủ đề lịch sử không lãng quên, tổ chức thắp nến tri ân tới các anh hùng liệt sĩ. Nhân dịp này, đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng trao tặng các gia đình chính sách thành phố Hải Phòng 25 nhà tình nghĩa và 50 sổ tiết kiệm với tổng giá trị 2,5 tỷ đồng. Cũng trong sáng 23 tháng 7, đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng và các đồng chí lãnh đạo thành phố dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thành phố. Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng và các đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan của thành phố, thành kính dâng hoa dâng hương dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ thành phố Cảng đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đoàn công tác của thành phố Đà Nẵng và các đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan đến thăm tặng quà và trao biển nhà tình nghĩa với trị giá 60 triệu đồng tặng ông Nguyễn Văn Thống, sinh năm 1954, là người hoạt động kháng chiến tại chiến trường Quảng Nam Đà Nẵng, bị nhiễm chất độc hóa học ở thôn Bảo Kiếm, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên. Thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Tam, sinh năm 1922, ở số nhà 26/71/31 phố Đội Văn, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng,
có hai con là liệt sĩ, trong đó có liệt sĩ Phạm Văn Đức hy sinh tại chiến trường Quảng Nam Đà Nẵng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tại các điểm đến thăm, lãnh đạo hai thành phố bày tỏ sự trân trọng những đóng góp hy sinh của các gia đình đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và ân cần thăm hỏi đời sống, chúc sức khỏe người có công.